Ngày mai ra bờ sông nhìn thấy thuyền đỏ cánh buồm mà. Ngày mai ra bờ sông nhìn thấy cái cánh buồm đỏ mà. Thuyền cánh buồm đỏ mà. Mai nó biểu diễn à? Không, ngày mai nó thuyền nó vẫn còn đấy, nó chưa dọn được. Mỗi năm thì ngày hôm sau nó vẫn còn để đấy. Nổ rung trời đất luôn nữa. Mặt tiếp. Nổ chậm sao? Nào nó bắn 3 phút chứ nó không bắn 15 phút. À ơi, ngồi đây nè. Thôi đứng.